Xin chào mọi người Xin được chia sẻ một cách thật lòng không hề xít đinh rằng tôi vừa có một trải nghiệm xem phim khó chịu nhất lịch sử loài người Bỏ qua việc vào muộn 10 phút và tắt đèn vàng ở ngã tư Thái Hà Thì bộ phim này mang lại cho tôi một cảm giác siêu tiêu cực Mà như mọi người bạn mà bạn có, tôi tiêu cực thì bạn cũng phải thế Nên sau đây là review hạnh phúc máu Bộ phim ngay lập tức gieo rắc một cảm giác nặng nề của một gia tộc quyền quý sống ở Đà Lạt Tại sao lại nói quyền quý? Vì căn danh tự to quá trời to Hình như chính là căn nhà trong gái già lắm chiêu gần đây Chả rõ bạn đã biết thì con bên dưới nhé Quay lại với gia tộc đầy quyền quý kia Người cha trong phim bất ngờ ra đi bất đắc kỳ tử trong phòng tắm Sau một lời thề độc với vợ tức nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân Thôi tôi gọi là cô Xuân luôn nhé Cô Xuân sau sự kiện đó đức tin vào bề trên ngày càng to lớn Ở đây tôi phải giải thích một tí Bề trên ở đây là kiểu tiền nhân của dòng tộc đã mất Và cô Xuân luôn tin rằng bề trên sẽ phù hộ Thi thoảng là trừng phạt những người ở trong dòng tộc Một trong những sự trừng phạt là vì cô Xuân đẻ con gái À, tiện nói về con cái thì cô xuân với người chồng đã mất đã có hai mặt con một nam một nữ tưởng chừng gia đình có nếp có tẻ là ước mơ của mọi gia quyến nhưng ở gia tộc này thì không con gái ở dòng tộc này là một sự xỉ nhục áp lực này đã khiến cho cô ba trong nhà bị dở hơi âu cũng là điều hiển nhiên khi từ bé đến lớn mẹ chỉ dình cắt tóc cô để nhìn cho giống con trai hồi sau của phim sẽ là một đống những cú bẻ cú vặn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khán giả vừa được chiêm ngưỡng đánh lộn vừa được thị tẩm những tình huống bẻ lái câu chuyện đầy bất ngờ Tôi cũng không rõ là do mình xem nhiều phim quá hay là hôm đấy trời lạnh nên tôi khó ở Mà những tình tiết đó chẳng có cái nào khiến tôi hứng thú Bỏ qua vấn đề đó Xin phép nói một chút về yếu tố tâm linh trong phim Thứ gián tiếp gây ra những bi kịch cho gia tộc Trong phim, cô Xuân luôn tâm niệm rằng Gia đình mình muốn êm ấm thì phải luôn thờ phụng bề trên Thật ra điều này đã được nhen nhóm từ khi cô Xuân về làm dâu gia tộc này Cô đã bị đầu độc bằng tư tưởng trọng nam khinh nữ Và sau này khi sinh ra cô ba với căn bệnh đau Cô Xuân thay vì thương con thì lại coi đó là sự trừng phạt của thánh thần lên gia tộc phải siêng cúng bái hơn để điểm xấu có thể được bài trừ. The Reviewer cũng đã có làm qua về vấn đề trọng nam khinh nữ này trong một video về ông đại trên kênh. Các bạn nếu tò mò thì nhớ tìm xem. Quay lại về vấn đề tâm linh trong phim, dẫu biết là để phê phán đức tin mù quáng, mê tín dị đoan, nhưng động cơ của cô Xuân trong phim lại hoàn toàn thiếu tình người và vô lý. Cứ như là cô tin tưởng tuyệt đối vào ơn trên, thì những người trong gia đình sống với cô bao nhiêu năm vẫn phải là thứ cô sẵn sàng xả thân nhất. Nhưng đằng này, những gì cô có thể làm được khi họ gặp biến cố chỉ là những giọt nước mắt vi roto ngay cả cái đức tin kia cũng không được miêu tả một cách rõ ràng để người xem có thể hình dung hồi đầu của phim là những yếu tố dọa dạ ma dọa dạ quỷ nhằm thể hiện sự bí ẩn của thứ tâm linh và hết thế thôi điều đó là không đủ để khơi gợi cảm giác sợ hãi trong người xem vì suy cho cùng thứ khiến cho tâm linh trở nên ám ảnh là cái cảm giác linh thiêng mà nó mang lại được bà mẹ đã vậy các thành viên trong nhà thì càng hóm hình hơn nhân vật chính tức con trai cả của bà xuân cháu đích tôn của dòng họ tuy mới du học mỹ về nhưng vẫn thản nhiên để người phụ nữ kia thao túng bất lực nhìn bà làm những điều sai trái với chính gia đình của mình hay cả chính những thành viên còn lại nữa thứ gì khiến họ không thể rời khỏi cái căn biệt thự chết tiệt đó ra mẹ ngoài sống mình đi sợ thế lực tâm linh búc ráp đuổi theo mình để hành thích à nỗi sợ của họ hiện lên còn vô lý hơn cả cái kết của chuyện cổ tích dù đều là những người ở tầng lớp cao nhưng sự phản kháng của họ thì lại yếu ớt vô cùng giá như có chút lập trường thì đã không từ trần Viết đến đây tôi đã nhắm mắt lại và nghĩ ngợi một hồi lâu, khoảng 10 phút Hay là tại vì mình chưa bao giờ sống trong một căn dinh thự với một dòng tộc nên là mình khó đồng cảm Không Ý tưởng dinh thự đại gia đình là một câu chuyện trinh thám xưa ơi là xưa Và đạo diễn trẻ đã sử dụng đúng công thức thành công của nó Một câu chuyện bí ẩn từ quá khứ mang tính tâm linh Để làm cái cớ cho kẻ sát nhân giết người Một người bình thường chỉ cần tiêu thụ khoảng 300 cháp Conan Cũng sẽ thấy được bộ phim này quen thuộc và nhàm chán đến mức nào Tôi sẽ không phủ nhận là nó cũng tốt hơn những bộ phim Việt khác Nhưng chỉ vì nó không cợt nhả Chứ thật sự chả có gì mới lạ Hay cả những yếu tố cấu thành nên sự thành công của một câu chuyện trinh thám Là bức tranh toàn cảnh về hiện trường vụ án, thi thể nạn nhân Cũng được thể hiện vô cùng hời hợt Không biết có phải vì né kiểm duyệt hay không Nhưng đã dán mác 18 cộng để phải truyền tải cho chót Chứ cứ nửa nạc nửa mỡ như thế này Mất luôn cái hồn của cả bộ phim Có một điều duy nhất mà tôi cảm nhận được bộ phim này làm tốt Đó là những cảnh quay Màu sắc góc quay khá đẹp và hợp lý Những cảnh cận thể hiện rõ cảm xúc Mặc dù diễn viên bị diễn hơi sân khấu Nhưng Âu cũng là điều khó tránh Tôi không ít lần cười tỉnh cả ngủ Sau những cú cãi nhau rất là cải lương của các diễn viên Phải nói là những cảnh này cứ như được quay ở thế giới song song Vì chả có phụ huynh nào được lôi vào khi chửi nhau cả Lời thoại trong phim cũng vì thế mà khá giả chân Người trong một gia đình gì mà hơi tí sỏ xiên nhau Xin lỗi chứ Người trong nhà là phải đột thẳng vào mặt nhau chứ Nói ẩn với chả ý Mà không phải đột một lần mà là nhai đi nhai lại 8 vạn 6 nghìn lần Cho nó ám ảnh thần kinh tọa rối loạn thần kinh trung ương mới thôi ý chứ Âm nhạc của phim này tôi khoan bàn về hay hay dở Nhưng mà nó bị thiếu hợp lý Có những khúc tâm lý đang hồi hộp Đạo diễn lại không sử dụng âm thanh để khơi gợi cảm xúc Toàn thoại là thoại Trong khi đó những đoạn cần nghe rõ thoại nhân vật Thì nhạc nền lại rõ là to hơi át Có một khu vực để lại ấn tượng cho tôi Đó là khu vực cúng bái của cô Xuân Nó ma mị và tràn ngập màu đỏ Anh em nào hay vượt đèn đỏ thì cũng hiểu Màu sắc này đại diện cho điều gì hay những khu vực khác của căn biệt thự cổ chủ yếu là màu lạnh khơi gợi cảm giác của nhà sơ tác winter is coming nói tóm lại bộ phim hạnh phúc máu chỉ dừng lại ở một bộ phim bình thường nhiều ý kiến cho rằng vì đây là tác phẩm đầu tay nên phải a b c x y z điều đó là không nên vì càng là tác phẩm đầu tay sự tâm huyết càng lớn trách nhiệm với sản phẩm càng cao do đó sự khắc nghiệt với bản thân phải ở level cao nhất nội dung phim dễ đoán và thiếu đi cảm giác đáng tin cậy nhân vật mờ nhạt không thể hiện được những gì mà background của họ đem lại À mà nói đến đây lại nhớ đến nhân vật nam chính aka đạo diễn aka con trai cả của Xuân Ông này được giới thiệu là du học sinh Mỹ Xong tự nhiên có phân đoạn biết rõ tên các loại thuốc, tác dụng phụ của nó bla bla Thế thì giới thiệu là dược sĩ Mỹ đi Hay phải có tình tiết nào đó mà ông này có cơ hội chữa trị cho người khác thì những tình tiết sau mới đáng tin chờ Âm thanh màu sắc của phim tạm ổn Diễn xuất lời thoại hơi sượng thi thoảng đơ như tượng Chấm điểm tâm linh trên phá án À mà phim hết nhiều vờ lờ không biết là phục vụ khán thính giả hay là làm giảm thính lực vậy Mà thính lực giảm thì thị lực tăng Và những người tinh mắt sẽ chọn mua áo của chúng cuối Vì nó đẹp Tôi còn quại Xin chào và hẹn gặp lại